Dạ vâng, em Hải xin chào toàn thể các bác ạ. Ngày hôm nay thì em lên một clip ở tại cơ sở Sài Gòn của Hiếu Minh Auto. Có thể là các bác tối hôm qua theo dõi livestream của Hiếu Minh Auto có thể biết là hôm qua em livestream về dòng loa mới vào hàng tại cơ sở Sài Gòn Tasso, sử dụng driver của RCF cực kỳ chất lượng các bác ạ. Thì hôm qua cũng có một chương trình khuyến mãi rất là ưu đãi với giá cực kỳ tốt cho dòng loa RCF S30 này. Đấy, thì hôm nay cũng chính tay em là chọn hai đôi loa đẹp nhất tuyển đẹp. Đấy, loại đẹp nhất, nhưng mà thực ra lô loa này về là 20 chiếc đẹp như một các bác ạ. Thì chọn hai đôi loa này là chuẩn bị để test hàng và gói hàng để gửi đi cho bác khách. Đó là anh Trung ở Cai Lệnh, Tiền Giang. Thì hôm qua bác xem live và đã ủng hộ bên em với hai đôi loa Tasso sử dụng driver của RCF này các bác ạ. Thì hôm nay em Hải đang cho ra để test chất âm. Và nhân tiện đây thì em cũng làm clip để gửi anh Trung và cũng như là cùng các bác trên kênh theo dõi Hiếu Minh Audio để trải nghiệm chất âm của dòng loa RCF cực kỳ hay và chất lượng này. Và giá thành thì rất là êm các bác nhé. Thiết kế của loa thì model loa là Tasso HQ12. Sẽ quay bác này. Đấy, em nói là 20 quả đẹp như một. Vì là loa về, thứ nhất là em chọn từ bên kia về này, thứ hai là về anh em đã mở ra kiểm tra độ zin xịn của loa đấy, để cam kết là hàng zin xịn chưa sửa chữa. Và thứ ba là đó chính là vệ sinh và sơn bóng lại đấy, mông má lại cho bác về là sử dụng luôn, chứ không cần phải đắn đo về vấn đề là về lại còn phải sơn lại hay là về mông má lại nữa. Thì phía hậu của loa là HQ12 bát 30 với công suất cực kỳ khủng, công suất lên tới tận 600W trên 8 ohm các bạn. 600W trên 8 ohm. Thì em sẽ tư vấn các bác là đánh với những chiếc đẩy khoảng tầm 600W trở lên. Nếu được 800W thì đánh tiếng càng hay, càng bay các bạn. Hai jack speaker Neutrik, một jack in và một jack out. Các bác có thể linh ra. Thì nhà anh Trung thì với không gian tương đối rộng và thỉnh thoảng cái nhu cầu của anh còn mang ra sân vườn để sử dụng nữa, thì sử dụng hai đôi này là rất là ok, đánh trong nhà và mang ra ngoài trời để hát giao lưu ở ngoài sân vườn cũng rất là ok luôn các bạn. Thì ở đây em có một quả là mở nội thất, cũng là nhân tiện đây thì quay đến các bác về dòng loa này. Thì sử dụng là một chép kèn từ neo và một bát từ thường, chép kèn từ neo luôn các bác nhé. Sử dụng dòng từ neo nimium cực kỳ cao cấp, thì tiếng của cái dòng từ neo là tiếng nó rất là sáng và sạch. Và đặc biệt cái đời RCF HQ12 này thì em nó sử dụng là một phễu, là phễu gang này. Nghe cong cong rất là hay. Cái phễu gang này nó đặc thù hơn ở cái phễu nhựa carbon, đó chính là tiếng nó sẽ là phóng xa hơn các bác nhá. Đấy, tiếng nó sẽ phóng xa hơn so với là cái phễu nhựa carbon. Đấy. Xem này. Chép là sử dụng chép RCF ND350 8 ohm, made in Italia. Driver là bát chép nhập khẩu của Ý các nhá. Chịu ra rất là đẹp luôn. Rồi đấy, phần bát là từ rất to, là từ 19 coi 76 các bạn, coi 76 cơ. Sử dụng là từ bát là LF12G301, công suất cực đại là 900W, trung bình là 450W. Và giải tần của cái bát này là 40Hz cho tới 2kHz, 8 ohm, made in Italia, sản xuất tại Ý mới nhé. Đây, mà bát của RCF luôn luôn phải có mã mạc đối với hàng xịn, rất chật chất luôn. Màng vải gần xếp lớp, hai lớp màng vải cực kỳ cứng cáp và chắc chắn, đánh bát tiếng rất là uy lực. Sử dụng offer này bôi keo bằng công nghệ thủ công cho nó rất là đều. Công thủ ơi, phân tần. Đôi loa này thì em cũng gọi là chọn cho anh Trung hai đôi và kiểm tra, và cũng như là bây giờ sẽ test chất âm. Nhân tiện cùng các bác trải nghiệm chất âm của dòng loa RCF cực kỳ chất này. Và đợt này về thì hàng cũng có số lượng có hạn các bác nhé. Em về được tổng cộng là 10 đôi,
nhưng mà đấy, xả hàng ngày hôm qua cũng chốt được vài đôi rồi, số lượng có hạn thôi. Duy nhất ngày 20 tháng 3 thì em đang giảm 500 ngàn một đôi, còn là 11 triệu 300 ngàn tại cửa hàng. Đấy, các bác muốn tham khảo dòng loa này có thể qua trực tiếp cửa hàng bên em. Em sẽ có thể là cho các bác lắng nghe. Và các bác nào cần kiểm tra về cái nội thất, em sẽ mở như thế này, các bác kiểm tra thoải mái nhé. Hãy kiểm tra ok ưng ý và thanh toán tiền. Ok, bây giờ sẽ mời các bác trải nghiệm một đoạn nha. Đấy, Bolero nhẹ nhàng các bác nhá. Không phải
Em thấy cảm cho anh xin cảm nhận về cái mic, cái bộ dàn này. Loa nghe âm thanh rất là trong. Trong. Mic thì âm thì nghe ra rất là rõ. Có dễ hát không em? Dễ hát lắm anh. Ở đây là một bạn kỹ thuật viên mới các bạn. Đây là bạn em Hậu. Hậu chào các bác nhé. Dạ, chào mọi người. Vừa rồi thì buổi chiều ngày hôm nay em Hải cùng anh em là cho ra một bộ dàn với những đôi loa Tassa, thương hiệu của RCF các bạn. Đây là những dòng loa sử dụng driver là bass chép RCF Tassa Tasso HQ12 này, công suất một quả loa là 600W một quả, sử dụng driver là chép neo RCF này, bass thường của RCF. Hôm nay mấy anh em cho ra để mà test thử chất âm này, chất mic này, cũng như là độ uy lực của hai đôi loa Bass 30 Tasso HQ12 ạ. Ok, và các bác nào cần hỗ trợ hay là về những thông tin sản phẩm có thể liên hệ qua em Hải với số điện thoại online là 0982352313 và địa chỉ cửa hàng tại 48B khu 6 Hòa Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Hiếu Minh Audio ạ.